Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Thanh Nhàn Vlog. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video clip mà chia sẻ với các bạn về một cái mô hình chăn nuôi kết hợp giữa nuôi bò thịt, bò béo, bò ba bê và nuôi trùng quế các bạn. Đó, ở phía sau đó. Thì chắc có lẽ là rất là nhiều quý vị và anh chị và các bạn đã biết đến cái con trùng quế, và cũng có những người mới vào chăn nuôi hoặc là những người hồi giờ chăn nuôi nhiều nhưng mà chưa biết đến cái con trùng quế. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một số cái lợi ích mà việc chăn nuôi con trùng quế kết hợp với nuôi bò vỗ béo hoặc là nuôi bò, nuôi gà gì đó nha các bạn. Thì như chúng ta đã biết, như mình đây, mình nuôi khoảng 4-5 con bò đây, hoặc là các bạn có thể nuôi nhiều bò hơn, thì các bạn cũng có thể biết là một ngày cái lượng phân bò đấy nó thải ra rất là nhiều các bạn, thải ra rất là nhiều. Mà việc mình nuôi bò nó nhiều như thế mà nó thải phân ra cái lượng phân như vậy thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái môi trường sống xung quanh của chúng ta và ảnh hưởng tới cái môi trường chuồng trại chăn nuôi đấy. Thì để giải quyết được những cái vấn đề như thế thì mình đã kết hợp việc nuôi trùng quế ở phía sau đó các bạn. Đấy. Thì để biết được những cái lợi ích mà trong việc chăn nuôi con trùng quế như thế nào, nó giúp ích được những cái việc giải quyết vệ sinh môi trường và những cái lợi ích của con trùng quế đem lại trong việc chăn nuôi, thì mời các bạn hãy theo dõi hết video clip của mình ngày hôm nay để có thể các bạn tham khảo, học hỏi và áp dụng vào cái mô hình thực tế của các bạn đấy, để chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí thức ăn, như là ví dụ lấy từ con trùng quế cho gà ăn hoặc là dùng cái phân đó nó hiệu quả nha các bạn. Rồi, xin mời tất cả các bạn đi theo mình. Thì chắc các bạn cũng không có lạ lắm gì với cái trùng bò của mình nữa đúng không? Đấy. Thì hiện tại mình đang nuôi 5 con bò vỗ béo, bò thịt, bò ba bê đó các bạn. Đấy. Thì hàng ngày cái lượng phân của con bò ba bê nó thải ra rất là nhiều. Đây. Mình sẽ review cho các bạn xem. Đấy, những con bò ba bê của mình đây, cái chuồng nó hơi ngược tối, ngược sáng đó các bạn, nên nó hơi tối, quay bò nó không có được rõ. Ấy thì hàng ngày cái lượng phân bò nó thải ra rất là nhiều. Thì mình sẽ làm một cái mương như thế này để mình xử lý nước nó xuống một cái hầm chứa như thế này, và nước nó sẽ xuống hầm biogas. Và cái lượng phân mà nó chứa trong cái hầm này ấy thì cũng như mình ngâm cho nó mềm và nó loãng cái nước tiểu của con bò đấy, thì mình sẽ dùng một cái xe rùa mình hốt một cái phân này lên, đi tới qua bên phía bên lúc nãy mình quay ấy, cho trùng quế ăn nha các bạn. Còn cái lượng phân mà nó nhiều quá, nó dư ấy, thì mình sẽ dùng cây cuốc như thế này đấy, cây cuốc đây, và mình cào phân nó ra phía sau đây. Thì cái phân này để dự trữ là mình bỏ ruộng, bỏ lúa, hoặc là số lượng trùng mình nuôi nhiều lên thì mình có thể hốt cái phân này mình bỏ lại vào cái hầm này để cho nó mềm ra và mình cho trùng quế nó ăn nha các bạn. Đó. Thì mình sẽ dẫn các bạn đi qua xem cái trại trùng quế của mình như thế nào nha. Đây là một bên nữa mà ít khi mình có quay cho các bạn xem. Đấy, mình rào lưới như thế này để chia mát và có độ chia lưới này để có độ thoáng khí cho con trùng sinh sôi và phát triển các bạn. Thì mình nuôi khoảng cỡ tầm là 15-16 mét vuông trùng quế vậy đó các bạn. Đây, mình sẽ dỡ cái này ra cho các bạn xem trùng quế trong này nha các bạn.
mình phải đậy kín như thế này đó, để cho khỏi gà đó các bạn. Như mấy con gà của mình mà nó ra mà nó khỏi phá ngữ trùng quế này. Đây các bạn, đây là phần bò này các bạn. Phần bò mình cho trùng quế nó ăn cách đây khoảng 2 ngày thì nó ăn xếp hết rồi các bạn. Đây các bạn, các bạn có thể thấy này, đấy, các con trùng quế đỏ này, sinh sôi ở trong này, các bạn thấy nhiều không? Đấy. Thì mình cho ăn 2-3 ngày, phân bò mình cho ăn 2-3 ngày thì nó sẽ xốp như thế này nha các bạn. Thì trong cái luống phân của mình, trùng quế này nó sẽ xử lý được cái số lượng phân bò mà mình nuôi bò nó nhiều như thế kia. Đó, hoặc là có thể nhiều hơn thì chúng ta có thể nhân giống ra nuôi nhiều hơn để nó xử lý phân bò. Thì cái phân này nó sẽ không gây hôi, không có gây ruồi muỗi nhặn đồ nhiều nha các bạn. Đó, nó giúp cho cái trại chúng ta nó sạch sẽ, nó xung quanh đó nhìn thấy nó sạch sẽ và nó không có gây mùi hôi, không gây ô nhiễm môi trường đối với môi trường xung quanh. Đấy là cái điều thứ nhất. Thứ hai nữa thì trong việc chăn nuôi, chúng ta nên áp dụng việc chăn nuôi con kết hợp giữa nuôi bò và nuôi con trùng quế này. Đấy, để chúng ta lấy những cái con trùng quế này chúng ta làm thức ăn cho những con gia súc, gia cầm khác. Đó, thí dụ như là mình có nuôi một cái chuồng gà như thế này. Đấy, thì mình nuôi gà cũng không có nhiều các bạn. Đó, thì mình khi mà mình kết hợp mình nuôi con trùng quế này á, thì mình làm lấy những con trùng quế mình nuôi đây, mình sẽ làm thức ăn bổ sung cho những con gà đó. Đấy, mình trộn chung với cám, hạt bắp, lúa, ngô đấy các bạn, ngô và bắp, lúa để trộn thêm trùng quế cho gà nó ăn thì nó rất là tốt nha các bạn. Đấy, thứ hai nữa là khi mình nuôi nhiều lên thì cái con giống này mình cũng vẫn bán giống các bạn. Hiện tại mình đang bán giống ở trên trang là trùng quế Bình Định đó các bạn. Đấy, thì chia sẻ với các bạn là mình đấy giải quyết được cái vấn đề là ô nhiễm môi trường, đấy, sạch sẽ trong cái khung viên chuồng trại của mình. Thứ hai nữa là mình có được một cái phần gọi là thức ăn bổ sung cho cái vật nuôi trong gia đình nữa. Đó, rồi một phần nữa là mình có thể bán được cái giống này, giống trùng quế này cho các bà con ở những cái khu vực lân cận. Và cái phân đấy các bạn, khi mà các bạn nuôi trong thời gian lâu dài thì cái phân trùng này nó xốp, nó quay mục đấy, thì các bạn có thể làm lấy cái phân này để trồng rau sạch. Đấy, phân trùng quế này các bạn làm rau sạch và các bạn có thể bón cho cây cảnh, hoa lan, hoặc là dùng cái phân mà cái lốp ở dưới này nha các bạn. Đó, cái lốp phân ở dưới này. Đó, thì cái lốp phân ở dưới thì khoảng 2-3 tháng á, là trùng quế nó ăn á, thì cái lớp phân đó chúng ta có thể là nó hết sâu, hết nấm bệnh ở trong cái phân á, thì các bạn rất là yên tâm về cái việc mà độ an toàn của phân. Phân này nó không có gây sốc đối với cây, nó an toàn với cây. Thì chúng ta bón cây cảnh như hoa lan, cây mai, hoặc là cây hoa hồng rồi đấy các bạn. Rồi, như mình nuôi đây có lẽ hơi tối nha. Thì mình sử dụng cái lưới này, nếu như các bạn dùng một cái tấm như thế này hoặc là tấm bạc này mình phủ lên cái bề mặt á, hoặc là tấm bạc mình phủ lên bề mặt, thì cái luống dung của mình nó không có phát triển đều các bạn, nó sẽ ra hai cái bên mép này và bên mép bên kia để nó sinh sôi và phát triển thôi, còn ở chính giữa là nó ít phát triển.
ấy thì lúc trước mình nuôi mình có thí nghiệm tất cả mọi cái cách nuôi, nhưng mà mình thấy nuôi như thế này là nó hiệu quả các bạn. Mình sẽ sử dụng cái nền ở dưới này là bê tông hoặc là đất nện chặt như cũng được nha các bạn. Rồi mình sẽ nuôi một lớp trùng quế lên và mình đậy tấm lưới này. Khi mà mình cảm thấy cái độ ẩm nó không có đủ để cho con trùng quế phát triển thì chúng ta sử dụng cái một cái vòi bơm nước kia, chúng ta xịt vào thì nó giữ độ ẩm cho con trùng quế phát triển đều nha các bạn. Đấy, thì như các bạn thấy này, cái luống dung của mình đấy, trùng quế của mình ở trùng quế của mình nó sinh sôi rất là nhiều các bạn ơi. Đấy, chắc có lẽ ở nhiều cái hội mà nuôi dung quế và ở trên Việt Nam mình hiện tại đây thì cũng sẽ có rất là nhiều người nuôi trùng quế kết hợp với nuôi bò, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi dê, nuôi thỏ. Thì trên mạng mình thấy cũng đã rất nhiều cái mô hình này nó rất là hay các bạn. Và mình cũng đã lên mạng và tìm hiểu cách thức nuôi như thế nào và kết hợp với nuôi các con vật khác ra sao để áp dụng vào cái mô hình của mình, thì mình cảm thấy nó rất là hiệu quả các bạn. Thì nó vừa tiết kiệm được cái nguồn thức ăn cho các con vật như gà, vịt, treo heo ở trong cái gia đình của mình, mình cho ăn kết hợp thêm đấy, và mình có thể xử lý được cái phân này, nó không có gây ô nhiễm môi trường và có thể cung cấp giống cho các hộ gia đình ở khu vực lân cận và các mô hình mà nó chăn nuôi mà cần đến con dung quế đó các bạn. Đấy, thì vì sao mà mình khuyên các bạn là nên nuôi trùng quế kết hợp, thì các bạn hãy lên mạng tìm hiểu những cái con dung quế đó các bạn, trong cái thành phần dinh dưỡng con dung quế cái độ đạm nó rất là cao ấy, nó chiếm hình như mình nhớ không lầm là nó chiếm khoảng là 70% cơ thể nó là đạm đó các bạn. Nó rất là tốt cho cái việc phát triển cho những cái con vật như là con gà này, hoặc là những người mà nuôi rắn mối này, nuôi tôm này, nuôi lươn đấy ấy. Thì các bạn nào nuôi những cái mô hình mà như là nuôi lươn, nuôi gà mà quy mô hộ gia đình hoặc là nuôi nhiều, các bạn cũng có thể áp dụng và nuôi để làm những cái thức ăn bổ sung thêm cho những cái con vật nó phát triển nhanh lớn. Đấy, thì như mình nuôi khoảng 15-16 mét vuông này đấy, thì mình có thể nuôi kết hợp với khoảng cỡ tầm khoảng 100 con gà đấy các bạn. Thì mình sẽ dùng những cái con dung quế này, mình hốt như thế này đó, mình trộn chung với cam ngô và cam gạo đấy, mình kết hợp với cam ngô cam gạo, mình cho gà nó ăn chung với dung quế luôn, thì nó sẽ thịt con gà nó rất là ngon nha các bạn. Đấy, thì con dung quế này là nó thích cái môi trường mà thoáng mát mà lại ẩm tối đấy, nên các bạn phải làm cái trại sao mà nó thoáng mát, như mình chia lưới này đấy, nó rất là thoáng, và mình chia cái lưới này xuống một cái lớp bên dưới nữa, thì lớp bề mặt đấy, thì nó sẽ tạo ra một cái độ tối cho con dung quế, nó lúc nào nó cũng phải lên bề mặt đây. Đấy, mình cho ăn là mình dùng cái xi rùa, mình đẩy phân cái lúc nãy mình nói đấy, trong cái hố mình lúc nãy mình review các bạn
thì nó sẽ lúc nào nó cũng tạo bóng tối cho con trùng quế nó lên cái bề mặt này nó ăn các bạn. Thì nó sinh sôi, nó giao phối, nó phát triển ở trên cái bề mặt này rất là nhiều. Đấy. Thì nó sinh sản nó rất là nhanh. Thì như thế thì các bạn nuôi nó mới đạt. Còn các bạn mà không chia đầy á, là thứ nhất là sẽ có con không chia đầy này, thì cái ánh sáng như thế này nó chiếu vào miếng, thì con trùng nó rất là sợ ánh sáng, nó sẽ chui ở tuốt ở dưới cái phần đáy ở dưới nó mới ăn, thì nó sinh sôi phát triển kém. Với lại thứ hai nữa là con kép nhái, gà, rắn gì đó nó sẽ vào nó ăn hết những con trùng này nha các bạn. Đấy. Thì lúc trước mình làm cái trại này là mình có dự định sẵn là một bên là nuôi bò, là một bên là nuôi trùng quế. Đấy. Thì mình đã được thực hiện được rồi các bạn. Rồi sau này á mà mình sau này mình có dự định là làm tiếp cái trại, chia cái trại ở phía sau kia các bạn. Để mình cho các bạn xem. Mình có dự định á là chia luôn cái trại ở phía này để là mình sẽ nuôi nhiều trùng quế hơn. Đó. Khi mà phân xử lý nó nhiều, nó xuống cái hầm đó thì mình sẽ cho ăn trực tiếp lên cái lúng này luôn. Rồi mình cũng làm như giống như cái trại bên kia đó các bạn. Thì cái đây mình sẽ làm một hàng tôn ra nữa. Một hai hàng tôn ra nữa và dựng trụ lên. Đó. Để chia nắng chia mưa cho con trùng quế nó phát triển nha các bạn. Cái nền như này mình cũng đã đổ bê tông rồi các bạn. Đấy. Thì các bạn có thể nhìn thấy là xung quanh chuồng trại của mình rất là, nó có phân có đồ nhưng mà nó rất là không có bay mùi và không có ruồi muỗi nhặng đồ nhiều. Đấy. Nên cái việc mà ruồi muỗi hoặc là cái môi trường xung quanh mà mình chăn nuôi một cái con gà hay con bò hay con vịt gì đó mà nó sạch sẽ thì bò nó sẽ rất là phát triển, là thứ nhất. Thứ hai là nó không gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh của hàng xóm xung quanh. Đấy. Thứ ba là chúng ta có thể vận dụng được cái nguồn thức ăn từ cái con nhung quế này để làm thức ăn bổ sung cho các vật nuôi. Và thứ tư là chúng ta có thể bán được những cái sinh khối này cho các hộ gia đình hoặc là các bạn các vùng lân cận. Đấy. Thứ tư này gì mình nói quên mất các bạn. Và tiếp theo là mình sẽ sử dụng những cái phân này để mình trồng hoa cây cảnh rồi đó các bạn, hoặc là mình bón cho thanh leo cho cỏ của mình. Đấy. Hoặc là phân này mình cũng bán luôn. Phân trùng này thì hiện tại mình đang cung cấp cho các cái trại lăng lan hoặc đang ở cái khu vực gần ở mình và các cái trại mà nuôi cây trồng cây hoa hồng đấy các bạn. Thì với giá là phân hiện tại là 3.000 đồng một ký. Thì hôm nay mình mới quay cái tổng quan chuồng bò và cả cái chuồng nuôi mà dung quế của mình này các bạn. Thì trên đây là cái mô hình mà mình áp dụng, mình cảm thấy là nó cũng đem lại hiệu quả kinh tế và nó bảo vệ được môi trường. Và bữa nay người ta là theo cái mô hình là chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi khép kín, nên là mình muốn đưa lên đây để cho các bạn có thể học hỏi. Hồi giờ chưa có biết được cái mô hình này thì có thể học hỏi và tham khảo để có thể áp dụng vào được cái mô hình của các bạn. Thì các bạn hãy thực hiện
giống như mình, hoặc là có thể nuôi lớn hơn. Đó. Rồi, tất cả ở trên là những cái chia sẻ về việc chăn nuôi kết hợp của mình. Thì các bạn cảm thấy yêu thích mình, những cái chia sẻ của mình có giúp ích được cho tất cả các bạn trong việc chăn nuôi bò và nuôi trùng quế, thì các bạn hãy nhớ like, cho mình một comment và đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những cái video clip tiếp theo nha các bạn. Và những bà con, cô bác, anh chị nào mà có thắc mắc vấn đề gì trong việc chăn nuôi thì có thể comment bên dưới. Nếu mà nằm trong cái tầm mà mình biết được hoặc là mình học hỏi được những cô chú anh chị đi trước thì mình có thể chia sẻ được cho các bạn trong cái vấn đề chăn nuôi cho nó hiệu quả, thì các bạn hãy cứ để mình để bên dưới phần bình luận một comment để mình biết được, và mình sẽ khi mình gặp cái trường hợp đó mình sẽ review lại, mình sẽ làm một cái video clip để hướng dẫn tất cả các bạn một cách mà hiệu quả nhất để cho các bạn chăn nuôi được hiệu quả hơn. Rồi, xin chào tất cả mọi người.